Rồi cho bà con nghe, bên đây thì con có mẫu Kuta nè, GT90 nè, hàng độc quyền nè, duy nhất chẳng còn hàng nha. Đặc biệt là này có chụp bơ bé bé xinh xinh dễ thương không. Kuta GT90 có đồng hồ luôn nha, còn đèn đi ông nha, đèn sẽ đốt nha. Cái đời này mà con chạy bơm nước của Oxytom hay là việc nhỏ chạy ghe là siêu bền luôn, sản phẩm này bảo hành 3 năm luôn rồi con. À đây rồi con mua được tặng cái áo mắt Thái Lan luôn nè, áo đi cuộn tay dài luôn nè, thấy ghê không. À, tặng cái đón đó nha, còn này của công ty nè, tặng luôn thêm cái Kuta giúp tên nữa ha, tao dài hết nha, tặng cái nón khẩu trang luôn. Đặc biệt cái máy Kuta bà con nên xài nhất chính hãng của Kuta nha, cha cha Thái Lan nha, nhất này là chăm vừa đủ cái máy nè, 2.9 đó, còn 10 ly đó mà con đổ đây mỗi lần thay nhớt gì đó con làm vệ sinh này luôn, cứ chăm vệ sinh lần có ghi mà con. À, kiểm tra lọc gió và chăm nhớt động cơ vào nhớt mức quy định hàng trước khi sử dụng, tưới rửa động cơ theo lỗi để tăng hiệu quả, tưới nhớt vào động cơ đều, nghe là tưới nhớt ở đây nè để làm vệ sinh nè, không nó vậy hơn nè, vô đây nhớt sẽ giữ bụi lại không làm bụi vô trong đây. GT90 con mà chảy oxy tôm bơm nước rồi nè, đây nè khu tao nè, đặc biệt cái đầu đèn này mà con có phụ tùng đầy đủ nè, đầu đèn hai ốp lưng bình dầu vô lửa vô e đầy đủ nè. GT90 Thái Lan, cái con mua đợt này là tặng hai cái áo, cái nón, cái khẩu trang, mà con nhớ xài nhớ chính hãng nha con.